kết quả tìm kiếm trên Internet luôn thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như các doanh nghiệp vào dịp cuối năm. Bởi đó không chỉ phản ánh những điểm nổi bật trong năm cũ, mà còn giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược quảng cáo và chinh phục khách hàng trong năm mới. Theo bà Nguyễn Phương Anh, giám đốc tiếp thị của Google tại Việt Nam, thì kết quả tìm kiếm trên Internet của công chúng Việt Nam trong năm vừa qua cho thấy khá nhiều điều thú vị. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây. Xin chào chị ạ. Chị có thể chia sẻ những cái nhận định của mình về cái xu hướng tìm kiếm thông tin của công chúng trên Internet trong năm 2015 được không ạ? Danh sách tìm kiếm của Google năm nay, một cái danh sách rất là hay, rộng hơn, nhiều chủ đề hơn, và nó là một cái cách để mà chúng mình nhìn lại được gọi là những cái xu hướng của những cái gì công chúng quan tâm đến trong 2015. Trong năm nay có 3 điểm nhấn mạnh rất là hay. Điểm thứ nhất là điểm thi Đại học Quốc gia dẫn đầu và lần đầu xuất hiện trong danh sách tin trong nước. Đây là phản ánh được một cái sự quan tâm rất là lớn của thế hệ trẻ quan tâm đến đại học, giáo dục và điểm thi. Điểm nhấn thứ hai trong danh sách các tin quốc tế, người dùng Việt Nam tìm đến từ Maldives bên cạnh những từ như Paris và Nepal. Và đây là phản ánh một cái tinh thần cuộc sống càng ngày càng cao của người Việt Nam tìm những cái trải nghiệm trên thế giới. Một điểm nhấn thứ ba rất là hay, Ánh Viên là đại diện Việt Nam trong SEA Games 2015, và trong những cái nhân vật đứng bên cạnh những bạn showbiz và trong ngành giải trí và được nhiều người Việt Nam tự hào về và quan tâm đến. Cũng có ý kiến cho rằng công chúng ngày nay ngày càng hời hợt khi mà những cái tìm kiếm cao nhất ấy thì là một cái sản phẩm về giải trí một cách hoàn toàn, và ngay cả cái giải trí đó nó cũng không mang được cái tính chất về giáo dục hay là mang tính nhân văn cao. Thì chị nghĩ như thế nào về nhận định này? Như Phương Anh đã chia sẻ thì không có chỉ có một danh sách mà có rất là nhiều danh sách. Có danh sách về nhân vật, danh sách về tin tức, có ngành giải trí âm nhạc của Việt Nam đang phát triển càng ngày càng nhiều sản phẩm hơn. Theo Phương Anh nghĩ thì ca nhạc và giải trí là mang tính tinh thần. Phương Anh nghĩ rằng là trong cuộc sống nó cần những cái gì nghiêm túc và những cái gì nhẹ nhàng. Có nhiều bạn tạo ra những cái nội dung giải trí làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Phương Anh cảm thấy rất là hay. Những cái kết quả tìm kiếm mà Google tổng kết được thì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Và như vậy thì theo chị thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với quyết định quảng cáo của các công ty trong tương lai? Khi mình nghĩ về tìm kiếm, mình phải hiểu ra là đây là một cái công cụ người dùng Việt Nam sử dụng hàng ngày. Nó là một cái góc nhìn không phải về quá khứ mà là một cái bức tranh toàn cầu nhìn vào công chúng của Việt Nam và những cái gì người ta quan tâm đến. Và cái cách mọi người cho từ vào cái ô tìm kiếm cũng là một cái thông tin giúp cho nhiều doanh nghiệp quảng cáo được chuẩn hơn. Trên góc độ nhìn lâu dài, chúng tôi nhìn được rằng là có một cái xu hướng là người dùng Việt Nam càng ngày bị ảnh hưởng đến nhiều cái xu hướng và nhân vật và chủ đề trên thế giới. Và như thế thì người khi mua sắm thì cũng bị ảnh hưởng đến nhiều cái xu hướng từ thế giới. Các bạn trẻ ngày nay thì có cái xu hướng là mở kênh YouTube riêng cho mình, thì có thể chia sẻ xem là đâu là những cái yếu tố mà giúp cho các bạn có thể thành công được? Yếu tố quan trọng nhất là đam mê, sau đó là sáng tạo, nỗ lực và kiên nhẫn. Nhiều bạn trẻ upload 1 và 2 video và sau đó số lượng view chưa được cao lắm thì các bạn bỏ. Thế nhưng mà chính là với YouTube ấy, mình cần phải xây dựng cái cộng đồng người xem của mình qua thời gian, và cũng có rất là nhiều tài liệu và thông tin trên mạng mình có thể khám phá được thêm để có thể phát triển được kênh của mình. Một nhà sáng tạo YouTube mà Phương Anh rất là hâm mộ và rất là thích là đó là Michelle Phan. Và Michelle Phan khi bắt đầu trước 8 năm kênh YouTube của bạn đó về mỹ phẩm và trang điểm, thì Michelle Phan không thật sự quan tâm đến lượng view, không quan tâm đến là ai xem, và chỉ quan tâm đến là mình muốn tạo ra một cái kênh để phát triển thêm cái đam mê của mình về đánh phấn. Và sau đó thì nhiều người thấy là đây là một cái gì rất là hay và số lượng xem càng ngày càng nhiều. Mở một cái kênh YouTube ra thì cũng có thể là thất bại mà cũng có thể là có được một cái sự thành công bất ngờ. Thì theo chị thì cái yếu tố may mắn nó có tác động đến cái sự thành công hay là thất bại này không? Phương cảm thấy là may mắn và thời điểm là một cái điều cũng quan trọng. Thế nhưng mà để có được một gọi là thành công lâu dài thì đam mê và nỗ lực vẫn là quan trọng hơn, và kiên nhẫn. Ở trên Internet có rất là nhiều video được trending hot được 1 tháng, 2 tháng, sau đó lại xuống. Thế nhưng mà một người sáng tạo tốt và thành công cần phải phát triển liên tục và về lâu dài. Rồi, xin cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi.